cặp hình ảnh bà nội cô bác Kim Chi đạp một cái chiếc xe đạp cùng với một cái chiếc sọt. Ủa, cô đi đâu á? Mua gì á? Nấm gơm. Dạ. Trời ngon ha. Trời ơi, hết nhiêu tiền rồi? Dạ. Trong ngoài ha. Đạp chiếc xe đạp cọc cạch gì đó. Qua lấy nước đá rồi, giờ trở lại lấy nước đá để qua đò. Ở nhà mình không có đá sao? Có mà không đủ uống đâu. Trời nắng đủ. Ở Kim Chi có đi học không cô? Xin thầy cho nó nghỉ 2 bữa nữa rồi chú. Sao không cho đi học đi? Ôi, đi học ở nhà ngoài nước nôi, ảnh không có biết làm. À. Ông xã không biết làm. À. Có mình ơn chị à, không ai biết nữa. Dạ. Tại mình nghèo quá, người ta không gần gũi, người ta không tiếp. Rồi thôi cô đi đi ha. Dạ dạ. Kìa. Mới tới. Mới tới. Rồi đi đi. À. Đây mấy anh thợ thầu tới đây luôn này. Mấy anh này không phải là tại chạy từ Cà Mau tới ngày hôm nay mà tới từ hôm qua rồi. Bữa nay là làm gút một ngày xong anh Hợp ha. Làm xong thì xuống nhà bé Tú làm. Một ngày xong không anh? Không dạ. Hôm qua là chạy không có biết sử dụng định vị Google Map, thành nữ là chạy 2 tiếng ra 3 tiếng. Cũng nhờ là cô bác của anh chị thương thành nữ dẫn đường cũng chỉ đường cũng tận tình, nên thành nữ là mới tới được Hậu Giang này. Thông tin với cô bác của anh chị là các anh thợ thì cũng đã tới nhà của ông bà nội của bé Kim Chi nè. Hôm qua thì Bùi Hồ có nói là các anh thợ hôm nay phải đổ cát vô cái phần nền nhà, thành nữ là phải dọn cho nó sạch sạch tí. Và sáng nay thì một hình ảnh mà rất là đẹp, đó là một cái nền nhà nó sạch, rất là sạch luôn, sạch bon luôn. Nhưng mà chỉ có cái nền nhà này á cô bác anh chị, nó hơi bị lúng á, thành nữ là có chỗ cao có chỗ thấp. Anh Hợp anh nói là cái nền nhà này tốn cũng khá là nhiều cát luôn, tại vì chỗ này nó rất là thấp nè, chỗ này nó thấp, còn có chỗ đằng trước là nó cao. Anh nữ là phải thêm đá vô hả anh Hùng? Đúng rồi, này phải thêm khối đá một hai vô cho nó độn bớt vậy, cho nó ninh này lên. Dạ. Chứ để hao hồ chịu nổi. À. Phải thêm khối đá một hai vô, mà có đá thì thêm cứng đúng không? Đúng rồi, có đá thì cứng. Dạ. Cái nền này lúc đầu mình tưởng đâu là nó bằng phẳng ha. Đầu thấy quay lên thấy yên của em. Dạ. Khảo sát lại coi thì nó không đẹp. Các anh thợ là phải chạy hôm qua là hơn 100 km là không có Google Map gì dẫn đồ đường á, chỉ có Google chạy bằng cơm thôi. Các anh thợ cũng bắt tay vào làm luôn rồi cô bác anh chị. Đây rất là sạch ha. Hôm qua anh Vũ anh cũng làm đêm cái phần cửa nhà vệ sinh nè, rồi làm luôn dần cái phần mái ở trên này. Cái này nhà bếp đằng sau á, cái nền này phải làm xuyên suốt không nghỉ trưa luôn thì ngày hôm nay mới xong anh Hợp hả? Ừ, ráng cố gắng ngày nay không nghỉ trưa luôn cho nó xong về Cà Mau. Dạ. Bây giờ thực hiện hai công trình cũng lúc thấy mệt dữ không? Cũng không có gì. Chút xíu thôi không có gì. Ăn sáng xong là sáng nay thì anh Hợp đã 3 giờ là thức rồi. Anh Vũ thì đi Cà Mau, anh Hợp thức rồi đợi rồi 5 giờ điện đi ăn sáng với Bùi Hồ. Cái này là căn nước trước ha anh Hợp, căn nước lấy cốt là xong. Dạ. Rồi cái ơi. Đó, mỗi người một việc hết nên thành thử là công việc nó mới nhanh được. Anh Hợp với anh Vũ thì phân công người rất là hay, nghĩa là ai làm một người đó làm một việc. Mày cán lên mấy mấy phân. Không đi căng nước rồi xong cái coi nó cao thấp gì lấy lại. Bình lãng tay. Căng nước hết chân đo lại coi lấy được nhiêu. Thấy bé học giỏi không? Ừ, giỏi. Ở ngày ở dưới thì thấy anh Vũ làm ngôi nhà thấy nếu như mà không có cái phần nền thì nó xấu đúng không anh Hợp? Đúng. Này lên chiều nay nữa là ok. Dạ. Yeah. Thông tin với cô bác anh chị là 10 người thì hết 9 người gửi đi ngang ngay ngôi nhà này á, người ta khen cắt nhanh, rộng, đẹp, đẹp rộng và rất là cao luôn. Thoáng luôn ha. Dạ rất thoáng. Lần đầu tiên làm ở Hậu Giang đúng không anh? Thôi. Lao phong cũng đẹp. Mà màu gạch này anh thấy hợp với màu lao phong này không? Hợp. Đó, mấy anh mỗi người một việc nè. Bây giờ anh này anh đẩy cát vô.
Đây là bề ngang 3,5 m, dài tới 4 m, rộng rộng hơi rộng. Tại cái nhà này tại nó lỡ rồi xong, cái bây giờ bởi vì làm con phòng ngủ một. Phòng khách ngủ. Dạ. Ừ. Cái bếp thì nằm bốn. Nhưng mà vậy là quá tuyệt vời rồi. Ừ. Lấy 40, lấy 41. Một buổi sáng này mình ban cát gai với lại trộn hồ hên hợp. Trộn hồ cán chiều lắm. Đầu giờ chiều mới lót ha. Chưa để bên này. Phải lấy cốt á, lấy cho nó bằng mới được. Anh Hợp thì cũng mấy chục năm trong nghề nghề hồ rồi. Mà cũng là một thầu cũng lớn. Anh Hợp năm nay bao nhiêu năm anh Hợp? Đi năm 18 tuổi tới giờ 45 đó. Trời ơi, hai mấy năm đúng không? 26 năm nhiều. 26 năm trong nghề rồi. Mỗi người một việc hết thấy không? Anh kia người kia anh xúc cát vô. Rồi anh Hợp thì hai này căng nước rồi co đo lấy mực để cho nó bằng. Cái nền mà không bằng thì lót gạch không bao giờ đẹp. Em thử mà mỗi người một việc. Cũng như các anh em thợ sắt cũng vậy ha. Mỗi người một việc nên làm cấp tốc căn nhà luôn. Nên người dân ở đây rất là vô cùng bỡ ngỡ luôn. Giống như là ngôi nhà tự mọc lên. Đi qua lại gặp cái căn nhà mọc lên cái bất ngờ. Em đồ nghề là cây bay theo anh. Bay với cái búa. Dạ anh Hùng, bay với cái búa là xong rồi đó. Với dây nước đúng không? Còn len với lại thước là mua. Sáng nay mới mua xong. Buổi sáng sao rồi anh Sang? Đặt xúc máy xe đồ gì sức mồ hôi chưa? Chưa lắm rồi, chưa. Anh Sang ít nói lắm. Có nhiều làm mà đỡ nhiều đi. Có đỡ thì không? Mà có thể bắt cái cây quạt đó lớn, cây quạt chỗ đó đó mình bắt lên cho nó mát. Bên này nè, cây quạt bên này nè. Thôi, bây giờ đang trộn hồ dầu á, à. Đúng không? Xi măng đưa vô. Trộn dài dài đi, hồ kén trộn dài dài chút. Anh Hùng là hổng gài mà bao nhiêu ngày xa vợ con rồi? Một tuần rồi hả? Vợ có nói gì không? Không. Đi bằng ăn mà. Đường ăn mà. Có nói vợ là thêm tuần nữa không? Đi đi. Nhớ đừng dắt bà khác gì được rồi. Anh Hùng làm thợ cũng lâu năm lắm rồi. Thành thử là anh phải nói là khi mà anh xây hay là anh tô thì anh rất là rất kỹ. Và đặc biệt là trong cái nhà vệ sinh cốt nhất á, thì anh Hùng là khi mà ảnh đổ hồ đầu hay là như thế hay lấy hồ ảnh làm hay lắm. Đó, mỗi người mỗi việc, cô bác của anh chị thấy không? Anh bên này xuống cát đem vô, bên này là trộn hồ. Đẹp không? Không, cái màu này tại vì cô với chú là đi ít ở nhà nên là nở cái màu này nó cũng sạch. Màu này sạch là mình tí hạn chế quét. Dạ, hạn chế quét. Đói ngủ được không chú? Dạ, cũng được rồi chú ơi. Ngủ cũng được. Cũng được rồi. Ngủ cũng được rồi. Dạ. Hồi tối là mấy giờ mới ngủ? Còn cũng dọn dẹp vòng vòng ba cái này hết là đâu cũng tới 10 giờ mấy đó. Dạ. 1 giờ. Dạ. Ủa, cô đi chợ về kìa. Cô lẹ đi Phụ. Cô lẹ đi Phụ. Rồi lẹ Phụ dạ. Lẹ đi nước đá đó. Trời ơi chạy dữ rồi. Dẫn vô, dẫn vô. Trời ơi cô. Có mua thêm gì mướp nữa hay vậy con? Ê, mướp nữa hả? Dạ. Nó nấu chung với nấm rơm chả ngon. Dạ. Cô nấu ăn ngon lắm. À, cô nấu ăn ngon lắm. Trời ơi, biết bằng chị chồng tôi vậy chứ. Nhiều khi nấu cơm cho chồng cho con ăn không? Nhiều khi ảnh còn chê nữa kìa.
À, mà điều bữa nào mà ông chê thì tôi cho ông đi qua bà khác bà mà cho bà nấu cơm cho mày. Cô cũng vui vẻ ha. Vui vẻ lắm. À. Này mình trộn xong rồi mình mới ban ra hả anh Lân? Trộn xong rồi ban ra vô nước. Dạ. Mình làm ở ngoài này trước rồi mới vô trong hả? Hay là ban ra rồi xúc vô trong? Vô nước tắm cái ấy vô trong làm được. Dạ. Thợ chuyên nghiệp thành thử làm mình thấy nó không có ấy hành động ha. Ừ. Không có lụp chụp. Đổ xi măng ra cũng ít bụi nữa nè. Ồ. Ha, làm nhẹ nhàng ha. Cái này đi xa thì không có bộ đường này nên cũng không có máy trộn ha. Nếu mà không cái này không có trộn máy được. Máy trộn là trộn bê tông á. Bê tông á. Còn này trộn hồ để mà không được, nó dính hết cái máy luôn, hết cái cối luôn. Hồ đổ bê tông á thì trộn máy. Còn này nó xi măng nhiều lắm nên thành thử khi mà anh trộn máy thì nó xin sẽ dính vô cái cối. Cái kia thì nó có cái đá nó dính ra. Đúng rồi. Như cát đủ không anh Hợp? Thiếu hả? Tại vì mình lên tới nãy anh nói mấy phân? Chỗ này chỗ kia đúng không? Nó cao thấp nên thằng nữ mình không có thấy được. Nhằm khi chỗ 3, chỗ 4 phân để cho nó đều á. Trộn mỗi một lần là 2 bao xi măng. Rồi xong mình chế nước vô. Cho nó ngâm hồ hả? À, bây giờ mới chế nước vô để ngâm hồ rồi sau đó mới xúc đem vô trong. Sau đó rồi chà ra để cho nó bằng cái mực á. Hồi sáng giờ cả anh thợ cũng tranh thủ là lấy mực nước trước để cho nó bằng cái mặt bằng này. Nói chung là đội của anh Vũ với anh Hợp thì không cần quảng cáo nhiều tại cũng đã đồng hành với lại những ngôi nhà trước đó, cô bác anh chị cũng biết rồi. Cái anh thợ làm rất là, phải nói rất là mau mà không phải mau qua lo mà mau chất lượng lắm. Hai anh Đồng. Đúng rồi. Để tôi lấy ống xả ống nước cho nó. Này trà đường này nhiêu ly chú? Dạ. Trà đường này nhiêu ly? Miễn phí chú ơi. Miễn phí. Cái này là phải ngâm hồ lâu không anh lớn? Thiếu rồi. Dạ. Khi xong là mình cháo làm luôn. Dạ. Cái cảm xúc của chú như thế nào khi mà được cho nhà xong rồi bây giờ cái nền của mình được làm mới dán gạch luôn? Dạ mừng lắm. Dạ. Dạ tốt nha, mà nghe em làm nữa thì mừng hơn nữa. Quá mừng ha chú ha. Quá mừng luôn rồi. Dạ. Đẹp lắm, nhà đẹp lắm. Dạ. Đẹp. Dạ. Hồi đó giờ không dám mơ luôn hả chú ha? Không dám. Không dám. Mà làm gì có cỡ mơ nổi. Rồi, con vô đây. Dạ. Dạ. Này cái anh thợ phải đập những cái viên gạch ra để là làm dấu lên đến đâu quá. Này lấy mực cho nó đều hơn anh Hùng.
Sao chết em? Có nghĩa là nó cao nó thấp quá đúng không? Nhiều hồ đúng không? Là nó lấy lên tới mực này đi hả anh Thờ? Ừ, vậy mà chua lấy rồi đấy. Mực này vậy là ở trong kia nó phải nhiều hơn, nhiều hồ hơn đúng không? À. Nãy cái này cái mực này. Nó phải đổ thêm đá nữa nè, đó thấy không? Đó, nhưng mà lấy này quá nhiều nước tặng nhà, nó nhấc lên 2 phân cao mặt đường chút. Dạ. Có nghĩa là mình phải lấy cho nó cao hơn mặt đường. Cao hơn mặt đường. Dạ. Anh chú là có thằng gông lấy cái thứ kia đó. À, lấy từ bằng cái mặt đó không? Cái... Nó dính đấy. À dạ. Đó, ngoài nó có gông gông luôn. Dạ. Vậy là nó cao hơn mặt đường. Phải cao một chút xíu nó chạy vô nhà ra. Đúng rồi. Đó, nó dựng lên kìa. Mà anh thấy rằng là gạch bó nền này là toàn là gạch xây chứ không có đổ ha, không có đổ bê tông, không đổ đà. Không trong đây không ạ? Toàn là. Còn nhà của chị dưới là đổ dĩ. Dĩ đổ rồi, đổ dĩ rồi. Dạ. Nhiều thật chứ còn chưa chịu rồi lên nữa nè. Rồi lấn, một cái lẩu. Được. Nó hao hồ quá hả? Hao. Là nó phải nguyên bình, nó phải chừng 3 phân là mình ngon dữ lắm. Lóc màu luôn, cán màu, bóc màu. Còn cái này chỗ 4 phân, chỗ 3 phân, chỗ 5 phân. Tắt máy luôn hả? Dạ, tắt thờ. Lên 10 thẻ. Thẻ máy chứ 10 thẻ. Đây. Cái này là cỡ tắt máy hả? Từ tắt máy lên. Dạ. Chứ cỡ tắt 2. Cỡ này có cứ ổng đi mua bị nó đá gì đụng vô không được. Dạ. Có đá cà tròn. Rồi. Nó lên tới đó đó. Ở bên này tắt 2, ở bên kia thì lên nó thấp hơn tí xíu đúng không? Để chính giữa là nó quằn. Quằn xuống. Vô đây vô ấy trong gám trong đường bên trái trong luôn. Gám trong trước thì nào đá đẩy ra đây. Có đá gì đẩy ra đây. Cố gắng làm đi anh Hùng ơi, vợ thương. Làm cái này là làm hai anh thợ phụ hồ là kịch dữ rồi. Đúng không anh? Bây giờ hãy đi vô ta. Đi rồi. Rồi. Chứ để dây ngoài này là để dây này xuống. Bắt cái kéo ngoài. Bự con quá, không phải cái kiếm chiếc xe nào gấp đôi này mới được. Chỗ này nó cao quá anh Hùng. Cái nền này anh Hùng nói lúc trước không có độ dĩ thành nữ bị lúng bị xé nền hết. Cho nếu như mà có độ dĩ thì giống như nhà của Tú thì cũng ấy anh Hùng ha. Như nhà của cái Tú với lại cái Cú đó. Dạ. Mình có cài dĩ đổ bê tông rồi. Dạ, có đổ bê tông hết rồi. Cũng nền nào đó lâm le đầu cái là ấy lên lên có cả cái sát mà. Dạ. Nào ha.
Cái này là nếu mà cái độ cao này lên hơn 5 phân anh không? Tắt máy luôn. Con cái tắt máy luôn. Phá tắt rửa đó, chỗ này phá tắt rửa. Ồ. Tắt rửa luôn. Chỗ này tự tắt rửa. Ồ, không điện. Hôm nay nữa là, hôm nay là cái chảo. Quá trời. Nhưng mà lên bằng gì thì cũng đỡ cho cô chú thương có cái là mỗi khi trời mưa cái phải là lại cái dũng này đặng ngồi đá đó tắt nước. Nước nó đậm là cái dũng ngay chân giữa nhà luôn nè. Rồi đây chú múc từng thao để mà là cô nói với anh Động hả? À, để mang nước ra bên ngoài. Bằng là lót mau cái cây. Bằng là mau lắm. Được như thế này thì rất là yên tâm cho cô chú về sau đi làm khỏi lo cho cái căn nhà trời mưa phải tắt nước khứng nước nữa. Cái nền thì nó lồi lõm quá thành thử là phải thêm cát anh lớn. Cát đá luôn. Xi măng luôn. Dạ. Đúng rồi. Nó bị lồi lõm nhiều quá, bị lúng á. Cũng gian nan ha. Dạ bây giờ đẹp rồi đó. Ồ cán lên dày vậy đó hả anh? Dày có kìa, em dèm kìa. Cắt máy luôn. Mà chết em nó thôi. Cái chỗ bằng. Ồ nhưng mà đẹp quá ha. Này đưa gạch vô nữa bằng kháng hết rồi. Đúng rồi. Nửa tiếng nữa lót. Mấy bao nhiêu? Nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa lót hả? Bởi vì là trong giây phút mà tôi cán xong này. Rồi dạ. Tôi lót này rồi tôi cán vào này. À. Một người lót một người cán. Hay quá. Bạn nghe là chiều rút về xong rồi rút về Cà Mau. Dạ. Đi trong ngày nay luôn. Trong ngày chiều nay đó. Trong chiều nay là xong. Là xong thì khoảng bao nhiêu tiếng thì nó mới khô xi măng khô gạch đồ? Không, cái này là mình lót rồi là mình chút xíu mình lau được à? Chút xíu lau được hả? Bởi vì cái thằng men nó rút hơn cái thằng đá. Thằng đá nó không rút nước mà men nó rút khô. Dạ. Khô mau hơn. Dạ. Bây giờ là cái phần mẻ hồ này nữa là xong hả anh Lớn? Còn nữa. Còn mẻ nữa hả anh? Còn cậu cán này nữa. Dạ. Bây giờ thì cái nền do có sự lồi lõm á, có nghĩa là có chỗ sâu, có chỗ cạn, rồi thành thử là anh Hợp phải gọi thêm cái phần cát, gọi thêm đá và thêm kể cả xi măng luôn. Làm sao làm đó, thiếu anh bù vô á. Nhưng mà làm nhà tình thương thì thấy nó vui vui anh Hợp ha. Anh Hợp cũng rất là cố gắng luôn. Ngày mai này anh Hợp phải trở về lại Cà Mau tiếp tục làm cái công trình cho nhà của bé Tú. Và buổi hồi xuống sẽ cập nhật ở những video clip sau cô bác quý anh chị. Còn ngày hôm nay thì cố gắng để anh Hợp sẽ hoàn thành càng sớm càng tốt để mà còn bàn giao nhà nữa anh Hợp ha. Ở chỗ này có chỗ là nó đến 15cm anh Hợp. Và chuẩn bị dán cho anh Hợp. Vợ phần trong này gọi trong này là dán luôn ha. Đúng là cái nền mà sau khi mà được tán bằng phẳng lại nhìn nó đẹp lên. Đẹp quá anh.